năm 1991, luật doanh nghiệp tư nhân và luật công ty ra đời. Ngay sau đó, Hiến pháp sửa đổi năm 1992 đã khẳng định đảm bảo sự tồn tại và phát triển của nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, vận động theo cơ chế thị trường và khu vực đầu tư nước ngoài đã là động lực vững chắc cho một khát khao, một nỗ lực, một câu chuyện thành công thành hiện thực. 20 năm Nova Group, một góc nhìn thẳng. Được thành lập vào năm 1992, công ty Thành Nhân, tiền thân của công ty Nova Group, khởi đầu bằng hoạt động sản xuất, kinh doanh thuốc thú y, thuốc thủy sản và xây dựng biệt thự cho thuê. Đồng thời vào thời gian này, xây dựng nhà máy sản xuất thuốc thú y đầu tiên, công ty Sài Gòn Vet. Năm 1994, thành lập công ty liên doanh Bio Pharma Chemy và liên doanh với Mitsui, cho ra đời công ty thương mại Anova Trade. Năm 2002, thành lập công ty liên doanh trách nhiệm hữu hạn Anova và nhà máy thức ăn gia súc khu công nghiệp Long An ra đời. Tháng 11 năm 2004, công ty Novaland với số vốn 350 tỷ đồng ra đời trên cơ sở hợp nhất các công ty thành viên chuyên đầu tư các khu dự án dân cư và kinh doanh khu biệt thự cho thuê. Năm 2007 là năm bước ngoặt quan trọng trong sự phát triển của tập đoàn Nova, khi tập đoàn hợp nhất các công ty thành viên trở thành công ty cổ phần tập đoàn Nova, Nova Group. Do sự khác biệt ngành nghề nên tập đoàn Nova được tách làm hai tập đoàn. Tập đoàn Anova hoạt động trên lĩnh vực phát triển chuỗi cung cấp thực phẩm sạch dựa trên nền tảng sẵn có là thuốc thú y, vốn điều lệ 210 tỷ đồng. Và tập đoàn Novaland hoạt động trên lĩnh vực bất động sản với vốn điều lệ 1.200 tỷ đồng. Với mục tiêu trở thành một tập đoàn giữ vai trò chủ đạo và tiên tiến trong ngành công nghiệp thực phẩm sạch, có quá trình truy nguyên nguồn gốc toàn diện và bền vững, những người con Anova Corporation luôn tâm niệm là một đội ngũ vững mạnh, kết hợp với các đối tác chiến lược, tiên phong đột phá trong việc thay đổi hiệu suất, hình thành một chuỗi giá trị có khả năng truy xuất nguồn gốc toàn diện, cung cấp nguồn thực phẩm sạch, góp phần vào việc bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Chúng tôi trân trọng những đóng góp của tất cả các đơn vị thành viên trong khối nông nghiệp đã giúp cho tập đoàn Anova đạt được những thành công nhất định. Và những thành công đó đã tiếp thêm cho chúng ta sức mạnh, sự tự tin để chinh phục những mục tiêu lớn lao hơn trong các giai đoạn tiếp theo. Với tất cả những tâm nguyện đó, sự kết hợp giữa những lĩnh vực kinh doanh hiện tại và những lĩnh vực đang được triển khai, tập đoàn Anova chắc chắn tiếp tục phát triển với tầm nhìn sẽ trở thành nhà cung cấp chuỗi thực phẩm sạch đầu tiên của Việt Nam. Bắt đầu bằng dự án Sunrise City, một sản phẩm chất lượng cao, đẳng cấp và đầy đủ tiện ích. Tọa lạc ngay cửa ngõ vào khu đô thị mới Nam Sài Gòn, kết nối với các tiện ích của khu vực chỉ trong vòng vài phút. Với 12 tòa tháp cao đến 35 tầng, được bao bọc bởi sông Rạch Bàn, sông Ông Lớn, đối diện Lotte Mart, trải dài hơn 1 km mặt tiền đường Nguyễn Hữu Thọ. Sunrise City sở hữu vị trí vàng như ông bà ta đã nói: nhất cận thị, nhì cận giang, tam cận lộ. Để tạo thêm giá trị gia tăng cho dự án, Novaland đã thuê các công ty tư vấn nổi tiếng quốc tế cùng thiết kế và xây dựng. Mỗi tầng chỉ có từ 4 đến 5 căn hộ rất thông thoáng và lấy ánh sáng tự nhiên. Bố cục mặt bằng rất chặt chẽ, hợp lý, không có diện tích thừa. Căn hộ được cách âm, cách nhiệt, từ độ dày của sàn đến hệ thống điện nước dự phòng. Hệ thống an ninh, phòng cháy chữa cháy đều theo tiêu chuẩn quốc tế. Novaland tự hào mang đến cho quý khách hàng một Sunrise City, một thành phố tiện ích.
Nếu với Sunrise City sở hữu một căn hộ, khách hàng có thể tận hưởng tiện ích của cả thành phố, thì với Tropic Garden, khách hàng không cần phải sống trong một biệt thự, vẫn có thể sở hữu cả một khu vườn. 5 tháp căn hộ Tropic Garden được thiết kế và bố trí cân đối, hợp lý. Mỗi tháp đều có hướng nhìn ra sông Sài Gòn và khuôn viên cây xanh thoáng mát. Khu vườn nhiệt đới xung quanh tòa nhà chen lẫn với vườn hoa thơm ngát, cây cỏ xanh tươi và hồ nước trong lành. Mục tiêu trong giai đoạn 2011-2016 của Novaland là cung cấp 5.000 ngôi nhà cho người dân Việt Nam. Những dự án khác đang trong quá trình hình thành như The Prince, Lexington, Lucky Dragon, Golf Park, Eastern Sands. Tất cả đều mang một tầm nhìn và một ý nghĩa nhân văn, một tiện ích cao cấp được kiến tạo bởi những con người cùng chung một giá trị: trong sạch, hiệu quả, chuyên nghiệp. Đây là ba đức tính không thể thiếu của mỗi thành viên Novaland Group. Trong sạch là sự liêm chính và ngay thẳng. Hiệu quả là kết quả cụ thể đã đạt được. Chuyên nghiệp là tập trung cải tiến công việc chuyên môn ngày một tốt hơn. Trong quá trình hình thành và phát triển, chúng tôi có được một kinh nghiệm rất sâu sắc, đó là luôn giữ uy tín với khách hàng, với đối tác cùng các cộng sự. Đối với chúng tôi, khách hàng là nguồn tài sản rất quý giá mà chúng tôi phải phát triển và gìn giữ. Để làm được điều đó, chúng tôi luôn cam kết tất cả các sản phẩm và dịch vụ đến tay khách hàng đều phải đạt chất lượng tốt. Sứ mạng của Novaland là chúng tôi phát triển dự án không chỉ đơn thuần ở những mét vuông xây dựng mà là góp phần kiến tạo cộng đồng nhân văn tiên tiến có phong cách sống hiện đại với nhiều tiện ích, qua đó tạo nên giá trị sống gia tăng bền vững cho mình và cho xã hội. Là một tập đoàn kinh tế tư nhân mang tầm vóc quốc tế, phát triển vững mạnh trong cả lĩnh vực cung cấp thực phẩm sạch và lĩnh vực bất động sản, Nova Group đã góp phần không nhỏ mang lại cuộc sống hạnh phúc và thịnh vượng cho người dân Việt Nam. Chúng tôi nghĩ rằng đây mới chỉ là sự khởi đầu. Với hoài bão chính đáng và định hướng tập trung, chúng tôi sẽ quy tụ được những con người đầy tài năng và quan trọng nhất luôn có được sự ủng hộ của mọi người. Và như vậy, chúng tôi sẽ sớm đạt được mục tiêu. Xin chân thành cảm ơn. 20 năm Nova Group, một góc nhìn thẳng về một câu chuyện thành công rất thật.